chặt các bạn đến kênh Sen phong cách 24 giờ. Raider cho là 10 chiến xa Thái ở Philippines. Không chỉ riêng xứ mình rất thích phong cách Thái mà ngay cả ở cả những nước bạn như Philippines cũng rất thích. Chiếc Raider cho là 10 dưới đây được dọn rèm Thái với bánh niền nhôm cực nhỏ cùng hàng loạt phụ kiện thay thế gần hết chiếc xe. Mọi người cùng xem nhé. Raider cho là 10 ở Philippines theo phong cách xa Thái. Xe đi ti phục bạ màu, võ phục chích tì, đĩa kiểu, cổng thắng Racing Boy, cùng phục Racing Boy, căm vàng chó ló, nắp lọc nhớt Racing Boy, thêm ống thông hơi, yên mỏng khoát lỗ, khoe kiểu bình xăng, ghi đông cụp đúng chất rest, cụm tăng tốc, số rẫy Racing Boy, rất được anh em bên đó ưa thích và có một chút ấn tượng ở gấp nhôm. Hệ thống dây dầu ống hơi được rỡ, bộ đen gắt chân chứng tỏ em nó có chút độ công rồi đó. Nói chung là những biker nào yếu, chạy mấy em này không vững được đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại clip tiếp. Nhớ like hoặc share nhé, subscribe.